New Class. Cái này thầy sẽ ghi là demo. Khác đi nè. Layout ở dạng 1. Dạng 1 tức là mình không có kế thừa cái reframe, mình cũng không có implement cái action listener, bỏ qua luôn. Rồi không kế thừa nha. Thì chỗ này thầy sẽ tạo ra một cái hàm khởi tạo. Khởi tạo. Và trong cái khởi tạo này thầy sẽ có là reframe bằng admin. Còn mình đặt tên gì là chuyện của mình nha. Bằng new reframe. Được không? Kịp ha. Reframe này, cái admin này mình sẽ set size set size 400 300 phải chứ. Admin chấm set location. Đang làm gì mà tập trung trên máy mà không nhìn thầy giảng. Set location null. Admin chấm set default close reframe chấm reframe chấm exit on close admin chấm set visible true. Rồi đó là phần main của mình. Bây giờ bên cái slide 3 mình sẽ gọi cái đấy ra. Demo cast layout 1. Demo cast layout 1 bằng new demo cast layout 1. Rồi chạy ra. Chạy ha. Tiếp tục mình sẽ viết cái đoạn thêm các đối tượng vào. Cast layout 1 của thầy ở đây. Thầy sẽ có một cái repanel để chứa các thành phần của mình. Payment mình đặt tên gì đặt nha các bạn. Payment bằng new repanel. Chấm phẩy. Và thầy sẽ có một cái cast layout. Cast layout. À, hôm trước thầy nói với các bạn mà bây giờ nó bị đụng nè. Đụng gì? Cái cast layout nó trùng tên. Cái class của mình với lại cái cast layout này nó trùng tên nè. Cho nên là khi mình gọi cast layout này là cứ nó gọi cái lớp của mình chứ nó không ra cái lớp của người ta. Ha, bất tiện ở chỗ này, quên. Hôm trước chính thầy nói mà thầy cũng quên. Cast layout. Ủa mình có để demo rồi mà ta. Cast layout. À, thôi hiểu. Chỗ này mình bị chỗ này nè. Mình bị đây. Demo, mình gọi vậy cho nó không có bị trùng. Nó trùng. Đây, cast layout. Cast layout. Cast layout bằng new. Cast layout. Rồi, payment chấm set layout bằng cast layout.
Tại vì sao mấy cái layout kia mình không cần nêu cái này? Tại vì mình chưa có can thiệp đến. Còn đối với dạng cast layout, mình phải gọi là net, gọi là reverse, gọi first, gọi last, thì mình phải khai báo nó, mình mới cầm nó, mình gọi được. Chứ còn đối với những layout kia là mình nêu ở bên trong cái hàm khởi tạo luôn, mình không có đụng đến cái layout đó, cho nên là mình không cần phải khai báo. Chỗ này mình sẽ có, mình sẽ có danh sách các cái nút JButton, BTN, S. Mình sẽ tạo ra một mảng các cái nút bằng new JButton. Ví dụ như mình cho 9 nút. 9 cái nút. Chỗ này thầy sẽ for int y bằng 0 chấm phẩy y nhỏ hơn btns chấm len chấm phẩy y cộng cộng btns thứ y bằng new jbottom. Chỗ này thầy sẽ ghi bottom cộng với y cộng 1. Tại sao đóng mở ngoặc chỗ này biết không? Biết không nào? Chỗ này mình sẽ thêm hành động nè. BTNS thứ y chấm add action listener. Đây. Mặc định nó sẽ hỏi là action listener L. Thì một là chúng ta sẽ new ở chỗ này, new action listener ở đây, control space thì nó tự động nó tạo ra thêm cho mình một cái phương thức là action performed này. Rồi ở trong này mình viết cái gì đó thì mình viết, được chưa? Nhưng mà trong này nếu mà bạn gọi cái cast layout này là nó không thấy nè. Cast layout không thấy. Nó không thấy cái này các bạn. Như vậy cái này mình phải đưa ra toàn cục mới được. Toàn cục nó mới thấy. Rồi. Như vậy chỗ này mình sẽ dùng cái cast layout chấm net. Net cái Bmen. Bmen nó cũng không thấy luôn. Bmen nó không thấy thì mình cũng phải đưa cái Bmen này ra ngoài luôn. Rồi, Bmen. Đó là nó đã xử lý được rồi đó các bạn. Rồi, mình chỗ này mình sẽ add F main, mình sẽ add cái B main vào. Rồi chạy được rồi. Demo cat layout 1. Ok. À, bị gì không? Biết gì không? Mình chưa add nó vô lấy gì nó có. Chỗ này mình chưa add nó vô mà. Mình mới tạo ra cái mình add action thôi mà. Chỗ này mình phải có là bmain chấm add cái btns thứ y. Btns thứ y vào. Rồi, button 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quay lại. Rồi, chỗ cái layout này, mình sẽ thêm cho nó là chiều rộng, chiều đứng đi, 10, 10. Để cho nó thoải mái tí xíu. Đây, thấy nó cách biên không? Hồi nãy là nó sát biên luôn.
Bây giờ mình cho cái chỗ này là 10 pixel, 10 pixel là nó thu nhỏ vô tí xíu nè. Rồi ví dụ như chỗ này mình cho là 20 đi. Chỗ này là 20. Thấy cái nút này nó gọn lại không? Nó gọn hơn so với form nè. Đó, nó nhỏ hơn nè, nó có biên nè. Còn lúc nãy là mình không có cho cái chiều 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 rộng, chiều đứng là nó sát biên luôn. Cái nút này của mình nó sát biên. Được chưa? Như vậy ở chỗ này nè. Một là bạn định nghĩa cái action listener ngay ở trong cái hàm add luôn. Cách thứ hai mình sẽ viết cái này ở bên ngoài. Vậy mình phải viết trước. Chỗ này mình có một cái action listener. Mình đặt là L bằng new action listener. Được không? Tương tự như vậy, nó cũng tạo ra cho mình một cái phương thức action performance. Và ở bên trong này, các bạn chú ý là mình viết thì cũng y chang vậy thôi. Mình viết cái gì đó mình viết. Và ở phía dưới này, chỗ này nè, mình không có new nữa. Cái này là cách 2 nha. Thì chỗ này mình sẽ làm gì? L. Thay mình viết ở đây thì mình viết trên này. Thì mình đẩy cái xử lý sự kiện vào cái biến L này nè. Được không? Thấy khác nhau chưa? Rồi. Đây là mình không có extend cái reframe. Bây giờ đổi lại chỗ này. Thầy copy cái một này ra, Ctrl C, Ctrl V. Thì sẽ có cái thứ hai. Cái hai của thầy. Demo 1, demo layout 2. Rồi, bây giờ đối với lại cái thứ hai nè, thầy sẽ thêm vô ở đây là extend cái reframe. Mà khi mình đã extend reframe rồi thì bản thân cái class này nó đã là reframe. Thì chỗ này bỏ cái này đi. Không cần nữa. Bản thân nó đã là reframe rồi thì new chi nữa, bỏ luôn. Vậy bây giờ ép main là lỗi đúng không? Bỏ luôn. Hoặc là mình thay cái từ ép main đó bằng từ this, tức là chính cờ lát này, thay nó bằng this, còn không thì bỏ luôn. Rồi ở phía dưới này ép main lỗi, bỏ luôn. Nếu như mình kế thừa thì mình không cần phải khởi tạo thêm một cái ép main nào nữa cả. Bản thân nó là nó đã có rồi. Rồi qua đây mình chạy thử cái mới coi. Demo layout 2. Demo layout 2 bằng new demo layout 2 chấm phẩy. Được không? Đây cái mới nè. Mình không có new cái reframe nào hết trơn á. Nhưng mà nó ra không? Ra. Tại vì là mình kế thừa ở đây nè. Được chưa? Cái tiếp theo. Bây giờ cái phương thức xử lý này nè. Thay vì mình viết ở đây,
Thay vì mình viết ở đây thì thầy sẽ có một cái demo 3 đi. Demo chỗ này là 3. Đối với lại cái 3 này của mình, không những là mình extend cái reframe mà thầy còn implement cái action listener vô đây. Mà khi các bạn implement xong thì nó báo lỗi gì đây? Cái này nó là abstract. Nó có một cái phương thức là abstract mà bạn chưa định nghĩa cái phương thức abstract là nó không cho. Bởi vì mình implement mà. Implement là gì? Nó là một cái interface. Mà interface là tất cả mọi thứ đều trừu tượng. Thì mình sẽ định nghĩa lại một cái phương thức trừu tượng của nó. Lấy chuột vô đây, nó biểu là implement on abstract methods. Khi mà các bạn chọn cái thì nó hết lỗi. Tại sao nó hết lỗi? Tại vì nó override cái này. Và cái này action performed, có phải cái này không? Nó đó. Thay vì mình viết ở đây thì mình đưa xuống đây mình viết. Đó, đưa xuống đây mình viết. Đưa xuống đây mình viết. Vậy ở trên này bỏ đi. Ở dưới có rồi. Trên này bỏ đi. Mà bỏ đi thì sao? Chỗ này lỗi. Vậy mình đưa gì vô đây? Đưa gì? This. Lấy chính cái class này để xử lý. Được chưa? Như vậy thì khi mà các bạn đọc tài liệu, các bạn sẽ thấy những cái trường hợp này xảy ra. Chỗ này là 3. 3. 3. 3. Bấm nhầm rồi. Đó, giống nhau. Được chưa nào? Như vậy mình có 3 class demo của thầy viết theo các kiểu. Có extend, không có extend reframe, có implement cái action listener, không có implement action listener. Đều làm được hết. Bạn nào thấy cách nào dễ thì sử dụng một cách đó thôi. Còn bạn nào mà muốn áp dụng nhiều cái cho nó vui thì áp dụng nhiều cái. Được không? Đó, như vậy cái phần demo ngày hôm nay là